quý vị, dù có tính toán kỹ lưỡng, kế hoạch tinh vi như thế nào, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở thành phố Đà Nẵng cũng không thể qua mặt được lực lượng chức năng. Như báo Thanh niên đã thông tin, công an quận Liên Chiểu vừa phá thành công chuyên án lớn bắt nghi phạm Nguyễn Văn Long, 34 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, thông tin từ Công an quận Liên Chiểu tại thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 5 vụ trộm cắp với trị giá tài sản 500 triệu đồng, nghi phạm Nguyễn Văn Long chỉ lấy tiền, vàng và rượu ngoại, chê các loại laptop và điện thoại khác. Qua điều tra, nghi phạm Nguyễn Văn Long khai nhận phần lớn số tiền trộm được đã đánh bạc qua mạng, chơi game bán cá ăn tiền tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, gần như thua sạch và một phần dùng tiêu xài cá nhân theo công an quận quá trình truy xét nguyễn văn long gặp rất nhiều khó khăn bởi nghi phạm ít khi để lại dấu vết vào thành phố đà nẵng gây án chấp nhoáng rồi rút ra thành phố huế lẫn trốn nghi phạm nguyễn văn long cũng rất tinh ranh chỉ trộm cắp tiền vàng là những tài sản dễ cất giấu không lấy điện thoại laptop bởi khó tiêu thụ và dễ lộ dấu vết tuy nhiên trong các vụ trộm cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm long còn trộm cả rượu ngoại nhận định đây là sở thích đặc biệt của nghi phạm này, lực lượng tập trung nhận dạng truy xét. Rạng sáng 29 tháng 3, sau khi gây án, Long mang chai rượu ngoại đến đường Nguyễn Khuyến thuộc quận Liên Diễu thì bị bắt giữ. Nguyễn Văn Long khai nhận trước đó từng đột nhập ngôi nhà cao tầng trên đường Phú Lộc 10, thành phố Đà Nẵng. Dù gia chủ đã cẩn thận khóa cửa ngoài, cửa chính, cửa phụ, các ô thông gió tầng trệt và các tầng cao đều kiên cố, nhưng Nguyễn Văn Long vẫn dùng kìm cộng lực phá được khóa cửa thoát hiểm sau nhà. Nguyễn Văn Long trộm dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng, một nhẫn vàng trị giá 3 triệu đồng, 15 triệu đồng tiền mặt ở ngăn tủ, 20 triệu đồng trong heo đất và lấy 11 chai rượu ngoại, tổng tài sản hơn 70 triệu đồng. Rạng sáng 12 tháng 2, Nguyễn Văn Long đột nhập qua cửa thông gió tầng 2 ngôi nhà trên đường Nguyễn Xí, quận Liên Chiểu, phá các sắt trộm 200 triệu đồng, hai chỉ vàng trị giá 12 triệu đồng, heo đất có 100 triệu đồng, tổng tài sản hơn 300 triệu đồng. Đến trạng sáng 26 tháng 2, Nguyễn Văn Long phá cửa thoát hiểm ngôi nhà trên đường Bùi Huy Bích, quận Sơn Trà. Trộm nhẫn vàng trị giá 6,5 triệu đồng, hai chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng, ba chai rượu ngoại. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh youtube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.